nó đi bận hai mấy lần đi nè. Hả? Đó, hai mấy lần mà chứ hồi đó tôi mua mấy cái đó nhiều cái. Không cái nào hai mấy lần. Hồi nào? Hồi nào? Hồi 99 mùa. Oh man, chiến trước là 7, 6 mấy đồng, 7 mấy đồng giống nhau. Gần 100 nữa có cái. Má cái quần không quần mới rẻ. Cứ hỏi quần có rẻ hơn. Nhưng mà cái nhiều quá à, mua không biết mua làm gì. Tôi nhớ bà nói mấy năm sau này cũng còn mới mà cái bà nội bà kia nói cái này mua này mà. Nó không biết là đâu có bận làm sao mà cũ được. Man, tough exam.